Mẻ này được nhiều không? Đủ sống à? Đủ sống hả? Ồ nhiều quá ha. Nhiều quá luôn kìa, một thùng luôn. Anh này là cái sạp gì? Giới thiệu luôn ơi. Sạp tôm mực cá bướm. Cho anh lên YouTube kênh nước ngoài luôn. Sáng giờ bán được hả anh? Sao? Sáng giờ bán được ha. Bán được, bữa nay ngày lễ cơ. Vô mánh nè. Vô mánh. Review mà em chỉ mua đồ, người ta không cho review đâu. Giờ này hết rồi kìa. Hết đâu hết kìa, em chỉ qua bên kia. Ờ, để bên kia. Nãy giờ có chạy không? Chạy kìa, mấy ổng chạy rồi, bởi vì mới chạy được. Sáng giờ bán được hả em? Bán được. Ôi, quá tươi luôn nè. Ghé ủng hộ bà con ơi, ghé ủng hộ bà con ơi. Ủng hộ đi, ủng hộ đi. Ở đây bắn chim. Cái con này con gì hả chú? Chân nghịch hả? À, chân to hết chứ to luôn rồi nè. Chân này cỡ nhiêu ký hả chú? 20 ký hả? 22 ký hả? Ồ, quá to luôn nè. Cho Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Buổi sáng hôm nay thì mình đang có mặt tại chợ Hà Tiên. Kỳ nghỉ Tết dương lịch này thì rất là nhiều bà con đi du lịch nha. Thì clip này mình sẽ quay chợ Hà Tiên để xem tình hình du lịch ở hiện tại như thế nào nha, để cho bà con tham khảo cũng như là đi du lịch những cái dịp nghỉ Tết sắp tới nha. Này là mình mới giăng lên mình gỡ hay sao mấy anh? Ôi, cái ham quá ha. Gỡ hết chưa? Hết hả? Mẻ này được nhiều không? Đủ sống hả? Ồ, nhiều quá ha. Nhiều quá luôn kìa, một thùng luôn. Ồ, cá đó cá gì anh? Cá sông hả? Một thùng cá sông luôn. Cái ham luôn ta. Đây. Đó, được một thùng cá trồng luôn rồi. Mấy con cá này, nhỏ nhỏ này cá gì anh? Cái gì? Cá rìa hả? Ờ, lạ lạ. Thùng luôn. Cá ngăn hả? Nhiều loại quá con không biết luôn. Cái nào cũng được chưa? Dạ. Cá mấy loại cá này chắc chú biết gạch lắm hả? Dạ. Con nhìn là lú rồi không biết mấy cá đó rồi. Dạ. Mình cái tàu mình đánh gần đây không hả chú? Tàu ngoài này bữa nay đi ra chắc nhiều. Dạ vậy mình đánh gần gần ở đây ha. Hòn tre trở lại đây ha, tôi muốn hòn tre trở lại. Dạ dạ. Một cái đó là một miếng lưới một hay là nhiều miếng lưới hả chú? Nhiều tay ha.
bao nhiêu thước nữa, bao nhiêu nó anh mình mới gành nữa đâu. Mình đánh là một ngày vậy là khoảng bao nhiêu được, bao nhiêu cá hả chú? Thường thường là cái game mình nè. Không nói được, ngày biển không nói được. Không nói được ha. Có lúc mình trúng nhiều, có lúc mình ít lay ra. Dạ. Đi đánh thì nó có ít, có nhiều thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú chia sẻ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chợ nha, để mình quay cái cảnh khung cảnh ở chợ hiện tại cho bà con xem nha. Bạn nào chưa bấm đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ coi nha. Chợ Hà Tiên bữa nay mình thấy khá là đông luôn á, xe từ ở phía ngoài vô tới trong luôn. Rất là nhiều xe bốn bánh nè, cũng như là cái lượng của bà con đi cũng khá là nhiều luôn á. Mấy cái chỗ dựa hải sản này bữa nay cũng bán khá là nhiều nè. Đây là những cái sạp rồi bán chuối. Khu này là khu chợ ăn uống hoa trái cây. Bữa nay bà con đi du lịch khá là đông luôn. Đây là mấy cái quầy chuối, bán chuối. Chỗ này khu này bán chuối nhiều lắm. Bên đây là mấy cái xe bán nước ngọt. Bên đây là một cái sạp bán hải sản. Ồ, đông quá đông luôn, khúc ở trong này đông quá đông luôn nè. Quán tôm. Đây là cái xe chà tắc. Bên đây là quán cá biển. Người đông lắm luôn. Đây bên đây là bán mấy cái sạp hải sản này, bán cũng khá là nhiều luôn nè. Đông lắm luôn á, bữa nay khách du lịch hình như là mình thấy khá là đông luôn á. Ồ, mình thấy ở phía ngoài này nè, dọc mấy đường nè, bà con bán cũng khá là nhiều nè, nhóc hết trơn luôn nè. Đây bán hải sản, gái này bán hải sản nó nhiều lắm luôn nè. Đa phần bà con bán hai bên đường thì cũng khá là nhiều luôn á. Cái này bán mực. Đây là bà con bán ở phía ngoài lộ nha. Quá đông luôn, bữa nay bà con đi chợ đông lắm luôn. Cá gì lạ lạ mà mình không biết tên cá đó luôn. Đây phía trong này, khá là nhiều luôn. Hello, đi du lịch hả? Mấy em gần ở đây không hay là ở đâu lại? Em ở Đồng Tháp qua. Đồng Tháp hả? Dạ. Mấy em thường đi du lịch không? Dạ cũng thường đi lắm anh. Mấy tháng nay dịch đâu có được là lần đi lần mà dịch không có được đi. Dịch không được đi hả? Bữa nay đi được là mừng đúng không? Vui lắm không? Thì sáng giờ có mua được gì chưa? Mới vừa ghé luôn anh. Mới vừa ghé ha. Bữa nay bà con đi thấy đông lắm luôn nè. Rồi chúc mấy em đi vui vẻ nha. Dạ ok, cảm ơn. Quay lại cầm máy quay lại chúng ta. Đây là mấy cái sạp hải sản nè, bữa nay quá đông luôn. Đường thì cũng khá là nhiều bà con bán bên đó luôn nè. Xin quay trở lại xíu cho bà con xem nè. Chợ Hà Tiên bữa nay quá đông.
đông luôn, quá đắt luôn. Hôm nay chợ khá là đông luôn nên mình cũng không có được, không có hỏi nhiều hoặc là trò chuyện nhiều vui để cho bà con xem được nha. Thì mình chỉ clip này mình chỉ quay quang cảnh cũng như tình hình hiện tại ở chợ Hà Tiên để cho bà con có đi du lịch hay là đi mua hải sản gì đó thì ghé mua nha. Ở đây là mấy cái dựa bán hải sản nè, mấy dựa mực này, khá là nhiều luôn á. Cá biển nè, cá là nhiều luôn á. Sáu chục ngàn một ký quá rẻ ta. Sáu chục ký đi ơi. Cá quá rẻ luôn. Cá sáu chục ký đi. Hai đồng lắm luôn. Hai bên đường. Ồ, mực tươi quá tươi luôn. Sáng giờ bán được hả em? Ôi ôi quá tươi luôn nè. Quá tươi luôn, đồ mới lên. Ghé ủng hộ bà con ơi, ghé ủng hộ bà con ơi. Đúng rồi, ủng hộ mọi người. Ủng hộ đi, ủng hộ đi. Đồ tươi xanh luôn nè, nè. Tươi ngon thế nè. Sạp của em tên gì? Sạp của em tên gì? Tên Đan. Tên Đan nha. Sạp của em Đan. Bạn nào có đi chợ Hà Tiên thì nhớ ghé cái sạp của em Đan ủng hộ nha, chỗ chợ cá. Quán mực nè. Ôi sao chạy rồi? Trời ơi, hình như là nhân, hình như là bảo vệ, cái này là bảo vệ nó không cho bán ở trước hả em? Cũng khổ quá. Trời ơi. Rồi giờ bưng chạy rồi. Bưng chạy luôn rồi. Đó là xe chân quân hả vậy? Xe đi về trật tự. Cũng tội nghiệp mấy anh chị này quá ha. Muốn bán thì cũng phải chạy vậy đó, trời tội hết trước rồi. Thì cũng cuộc sống mưu sinh cả nhà ơi, cũng tội. Tại vì tôi nói chung là cũng hơi lắng lòng đường chút xíu vậy đó. Thì phải khi mà chống chạy thì có thể bán được. Đây đang dịch nè. Ngày chạy khoảng mấy lần anh? Không biết nó đâu, nó đi nó ra mấy lần là mình chạy mấy lần. Chạy mấy lần hả? Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Cũng khổ quá ha. Nó lấy căn, lấy đồ mình. Lấy đồ mình luôn hả? Mất mình đồ. Dạ. Cứng quá không có được. Khó bán nha. Rồi chặt ha. Dạ. Chặt đóng thuế mỗi tháng. Mình ra đây bán chứ mình đóng thuế trong đó. Dạ. Do đó mùa này do đó chặt đứng là trọng được. Rồi, cảm ơn anh nha. Khúc ở ngoài đây thì bán hải sản khá là nhiều luôn. Đây là mấy cái xe. Sao anh? Rồi. Anh này là cái sạp gì? Giới thiệu luôn ơi. Sạp tôm mực cá bướm. Cho anh lên YouTube kênh nước ngoài luôn. Sáng giờ bán được hả anh? Sao? Sáng giờ bán được ha. Bán được, bữa nay ngày lễ cưng. Vô mánh nè. Vô mánh. Sao em? Sao? Ủa sao bán mặt chứ? Sáng giờ bán được không nè? Hồi sáng giờ bán được không? Trời ơi. Em bán mực hả? Em bán tôm hả? Bán tôm ha. Em rái bán tôm ở chợ Hà Tiên. Chiều nay hoặc là ngày mai. Em Cao Tùng Vlog. Cao Tùng hả? Cao Tùng Vlog. YouTube á. YouTube hả? Dạ.
Ồ, đẹp gái mà. Rồi che lại luôn rồi kìa. Rồi. Tớ 18 tuổi hả? Trời ơi, em gái 18 tuổi ở chợ Hà Tiên. Thôi tạm biệt, mất cỡ rồi tôi đi. À, gặp lại. Đây là mấy sạp bán rau cải. Xe giữ trật tự an ninh. Đây cũng có mấy sạp bán hải sản khá nhiều. Đa phần ở chợ Hà Tiên thì bán hải sản thì nhiều. Rất là nhiều luôn nè. Có ai kêu tôi? Nãy giờ ai kêu? Em kêu phải không? Em bán gì đây? Em hả? Em đợi ghe vô. Em đợi ghe vô bán cá ha. À, đợi ghe vô. Là ghe đó ghe nhà hay gì? Ghe nhà. Ồ, im hả? Im. Ờ đúng rồi, phỏng vấn là phải mua đồ nghe, chút xíu nữa em vô là phải mua đồ. Em thường bán ở đây không? Em bán ở đây mà. Bán dĩa hè, theo dĩa hè nè, cái ổng tuổi thì qua đó. Đang mùa dịch không cờ cởi khỏi chơi. Sợ hả? Dạ. Đúng rồi. Sao? Review mà không chịu mua đồ, người ta không cho review đâu. Giờ này hết rồi kìa. Hết đâu hết kìa, em đẩy qua bên kia. Ờ, đẩy bên kia. Một luôn. Nãy giờ có chạy không? Chạy kìa, mấy ổng chạy rồi, bởi vì mới chạy lên trên đó giờ đó. Hồi sáng gì bán được không? Bán cũng được á. Tay gai ha. Dạ. Là mấy cái lễ đánh tay này nè, có khách đi lê gai lại rồi. À. Vậy thì cũng chúc mừng cho em á. Dạ. Thôi nói gì cho chúc em mua ngoài bán đắt nha. Dạ, cảm ơn anh. Ngày nào cũng vậy nha. Dạ. Chị này bán bánh này bánh gì ta? Kẹp bánh bò nướng. Kẹp bánh bò nướng á, một dĩ gì là nhiêu? 20 ngàn. 20 ngàn hả? Rồi bán cho em dĩ đi. Em mở hàng lại cho chị đi. Đổ cho chị. Đổ bánh chưa? Đổ bánh chưa? Đây. Cái con bự gì ơi, chứ béo lắm, có bán tầm 7 đâu. Vậy mua 15 là vậy mua cũng nhỏ. Rồi chín chưa? Chín chưa? Chưa chín hả? Đây. Ngon quá luôn. Một dĩ là bao nhiêu cái ha? 12 cái ha. Đây, một dĩ 12 cái, 20k. Rồi. Đây đang đợi cái khuôn. Cái khuôn thành phẩm chưa không biết nè. Đó. Ủa cái khuôn này không bánh kẹp mà. Bánh kẹp. Ờ vậy là bên đây bánh kẹp. Chị bán hai loại hả? Bánh thêm mì ba thứ. Ba thứ nữa hả? Ba thứ mà nó có hai cái lọc. Cao Tùng Vlog á. Cao Tùng Vlog. Không biết nút gì nên có nút được rồi. Đây cái xe của em gái nè. Đẩy ra trở lại. Một ngày vậy là mình lên xuống mấy lần. Muốn lên nhà nào lên hả? Muốn xuống nhà nào xuống hả? Con cá. Cái này cá gì hả? Cá rác, cá ngát. Ồ, bự quá. Con tôm. Cua biển đây nè. Đủ loại. Rồi chị Bảy đã che lại. Ở đây mấy cô này cũng bán hải sản nè, khá là nhiều luôn. Hello, chào anh, sáng giờ bán được á. Đắt hơn mọi bữa không? Đắt hơn mọi bữa không? Được không mọi bữa hả? Chị này bán khóm. Chị bán khóm được không chị? Chị bán khóm được không chị? Bán được lắm anh. Rồi, ở trên đây thì chị này kêu mình nè, trên đây thì bán rau cải. Cái gì bán được không? Được ha. Em bán ở sạp này lâu chưa? Lâu rồi. Bán tiếp mẹ hay là bán tiếp mẹ ha. Sạp em tên gì? Sạp em tên gì? Tên Hồng. Tên Hồng hả? À.
Em bán rau cải đây ha. Đây sạp của em Hồng. Trong đây là cái nhà lồng. Cái nhà lồng này là nhà lồng tên gì á? Cái nhà lồng này nè. Phía trong này. Chợ Hà Tiên, nhưng mà cái lồng này nè. Rau thịt ha. Rồi chúc em mua mai bán đắt nha. Bên đây cũng có nhiều sạp rau cải nè. Bên mấy bên kia thì cái mấy cái sạp bán heo khá là nhiều luôn. Đây là mấy cái quầy bán thịt heo. Đây là những cái sạp bán heo. Rất là đông luôn á. Giờ này đông lắm luôn. Đây là phía bên chợ cá nha, phía sau. Cũng khá là nhiều bà con bán luôn. Mình không thể quay hết cho cả nhà xem được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến phía trước nha. Cô này bán khô, khá là nhiều khô nè. Đây đây là những cái quầy kệ thịt, phía trong đây là nguyên cái dãy bán thịt heo luôn. Còn một phía bên đây là cái mấy cái sạp bán trái cây. Cây. Đây, chị này bán bún. Sáng giờ bán được hả chị? Chị gái xinh đẹp. Giờ này ăn sáng hả? Ăn trễ đó nha. Giờ này là ăn là trễ rồi đó. Sáng giờ bán được không cô? Tay rai hả? Đây, nguyên cái sạp, nguyên cái dãy bán trái cây. Đây mấy cô này bán trái cây. Bên đó là chỗ giữ xe nha. Đó, cái nhà lồng giữ xe. Giờ mình sẽ qua bên bên đây là chợ, cũng chợ cá luôn, nhưng mà bên đây đông, cũng khá là đông luôn nè. Rồi mấy cô này bán trước cái đường lộ nè, tiêu, cá, ồ mình thấy ở đây có cá chê nữa nè, cá đồng nè. Ồ cô bán cá đồng để cho tiền mời nhà uống phê. Cô bán cá đồng hả cô? Cá đồng. Ờ nhỏ nhỏ là ngon kìa luôn á. À, chợ Hà Tiên mà bán cá đồng là hiếm lắm á. Rồi cô bán xà đâu nữa kìa. Cô lóc bánh đen đó luôn. Dạ. Sao giờ bán được hả cô? Ừ, bán được. Dạ. Bán được nhiều, bán được nhiều. Dạ. Rồi chúc cô một vài bán đắt nha. Đây, mấy cái quầy. Bên đây bán rau cải. Em gái bán rau. Tiền rất là lớn luôn. Rồi tiếp tục đi hết con đường này luôn. Bên này mấy cô bán rau cải. Quá đông luôn, chợ Tiền giờ này quá đông luôn. Đây bên đây là cái nhà lồng bán rau cải nha. Bên đây bán rau cải thì khá là nhiều á. Đây nhà lồng bán rau cải.
bán hải sản cũng khá là nhiều luôn nè. Đó, nhìn con đường luôn. Đây bán cá, khúc này bán cá quá nhiều luôn nè. Cá biển. Cô này bán xôi. Anh này bán tỏi. Cô này bán hải sản nhiều lắm luôn nè. Con gái này bán hải sản, bán cá. Hello. Em đi du lịch hả? Sáng sớm thì mua được gì chưa? Mua được gì chưa? Mình có được lên TikTok không anh? Anh TikTok hay là YouTube gì cũng có hết. Ồ, Mãi Đỉnh. Cao Tùng Vlog. Dạ. Cao Tùng Vlog. Em là Phạm Thanh Nhân đợi hồi lần. Là đâu đâu giới thiệu luôn ơi. Ai có TikTok gì giới thiệu luôn ơi. Em TikToker. TikToker hả? Nhưng mà kênh TikTok của em có 50 follow rồi. Anh làm sao cho nó lên 1000 đi. Hay vậy. Là kênh TikTok của em. Anh nhớ support của em nha. Rồi, ok. Chúc em đi chơi vui vẻ nha. Rồi, ok. Mấy em gái quá vui vẻ luôn. Đây, bên đây cái sạp ôi, hải sản khá là nhiều luôn. Rồi, ở đây mới có mấy cái con ốc này lạ. Ừ, quá bự luôn nè. Đó. Sáng giờ bán được hả chú? Dạ. Quá nhiều loại luôn, nhìn mà mê mắt luôn á. Ồ, trong đó có mấy cái thùng tôm tích kìa, khá là bự luôn á. Đó, con bự bự không à. Đây, nguyên cái dãy này là dãy bán hải sản với cá nhiều. 83 triệu nay đây. Còn phía bên đường cũng có mấy cô chú bán cá kìa, khá là nhiều luôn. Đây, ở trong đây là cái chỗ bán rau cải nha, cái lồng bán rau cải. Ồ, cái mâm của cô đẹp quá, đẹp luôn, đủ trái luôn hả cô? Ngàn đét ơi, nó đẹp kìa. Quá tiền đẹp luôn rồi. Cái mâm này là đẹp nhất ở trong cái chợ Hà Tiên luôn á. Đẹp coi, đẹp kìa. Quá sặc sỡ luôn. Ở đây cũng có mấy cái sạp bán cá nè, cá là nhiều luôn. Đây. Sáng giờ bán được hả cô? Sáng giờ bán được nha. Mực buồn buồn nè. Mực quá nhiều luôn nè. Sạp mực. Đây, mấy cô này bán cua. Trời ơi, mấy cô ăn sáng hả? Chào mấy cô. Sáng giờ bán được hả mấy cô? Được. Dạ. Bữa nay Tết ha. Bà con đi du lịch cũng khá đông á. Dạ. Rồi, mấy cô bán cua hả? Dạ, để con quay cái sạp cua của mấy cô luôn. Cho bà con người ta lên ra đây, ta ghé, người ta mua mấy cô. Dạ, chúc mấy cô mua quay bán đắt nha. Ồ, ở đây có con trăng bự quá. Dạ. Ở đây bán chim. Mấy con này con gì hả chú? Trăng nghịch hả?
Trời ơi, ở đây có con trăng to quá chú. Trời ơi, con trăng to hết chứ, to luôn rồi nè. Trăng này cỡ nhiêu ký hả chú? 20 ký hả? 22 ký hả? Trời ơi, quá to luôn nè. Mẹ cha ơi. Trời ơi. To lắm luôn nè. Trời ơi. Ở đây có rắn nè. Rắn hữu hành. Rắn bự bự này rắn gì hả chú? Lùa voi tượng. Cây ếch nữa nè. Này bà ba. Bà ba nhỏ. Có thỏ nữa nè. Trăng này mình bắt hay sao ông hai? Xuống ăn chính ăn chó đó là chó nó sụ quá. Rồi mà mấy đứa nó ba bốn thằng mới bắt được đó chú. Dạ. Trăng này lớn rồi. Ồ, trăng này bự quá. 22 kg rồi. Hai mấy ký á, bự quá bự luôn. Đó, muốn lộn nhà một ra. Dạ. Trăng hai con lớn đi mẹ, trăng hai lớn cho đi. Cô đó mổ hết luôn hả? Đếm đi, do đếm đi, đếm đi. Ừ. Cô mổ hết luôn hả con? Ta mua anh đây đi thả ha. Dạ. Do đếm đi đừng nói chuyện. Lộn cô mà không ai cũng làm bước hết. Ngồi nhìn chị lên. Dạ. 20. Coi coi. Mấy trăm gram? 20 rồi đấy gì? 350 gram. 24.000 với kia 26.000 nữa là 30. Tự nhiên 50.000 chẳng. Chằng nữa nè, hết chằng bự luôn, chằng quá bự luôn. Còn ở bên đây là mấy cái sạp bán hoa nha. Tết thì gần tới rồi, giờ hoa, cái lượng hoa về cũng khá là nhiều nè. Đó, nguyên cái dãy này bán hoa nè, nguyên cái dãy này luôn. Hoa rất là nhiều luôn. Đủ loại hoa luôn nè. Du ly, hoa hồng, đủ loại luôn. Đó, nguyên một cái dãy luôn, cái dãy bán hoa luôn. Bên đây thì mấy cái quầy bán quần áo. Rồi mình đã đi hết chợ Hà Tiên rồi nha. Bên đây thì Cao Tùng Vlog cũng kết thúc video đây. Chúc cả nhà xem clip thật là vui. Phải lại một đăng ký cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.